Theo Future Chess, tiền đạo Jonathan David của Lille đã nhận được sự quan tâm của hai ông lớn của Premier League là Man United và Arsenal. Được biết, cả hai câu lạc bộ trên đều muốn có Jonathan David ngay trong mùa hè này. Man United muốn tìm kiếm một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng tới, đề phòng trường hợp không thể mua được Ronaldo hay Haaland. Trong khi đó, Arsenal muốn có một tiền đạo tốt hơn khi mà Aubameyang, Pepe đều thi đấu khá tệ mùa này. Được biết, cả hai câu lạc bộ trên đều đã từng quan tâm tới Jonathan David khi anh còn thi đấu cho Gen. Jonathan David chỉ mới cập bến Lille vào mùa hè năm ngoái, tuy nhiên tiền đạo người Canada đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Thống kê cho thấy anh đã có 11 bàn sau 33 lần ra sân tại Ligue 1. Theo báo cáo của Court Offside, Chelsea đã tham gia cuộc đua với Barca để giành chữ ký của Alfonso Pedraza. Đây là điều khiến nhiều người ngạc nhiên khi Chelsea đang có tới 3 hậu vệ trái là Ben Chilwell, Marcos Alonso và Emerson Palmieri. Dù vậy, nhiều báo cáo cho biết Marcos Alonso sẽ có thể rời Chelsea mùa hè này, trong khi Emerson sẽ bị bán đi do không được sử dụng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy rằng The Blues sẽ mở cửa đón Pedraza về và cạnh tranh trực tiếp với Chilwell. Alfonso Pedraza trưởng thành từ lò đào tạo của Villarreal, tuy nhiên đã được cho mượn qua rất nhiều đội bóng như Leeds hay Betis. Và mùa này, hậu vệ người Tây Ban Nha quay trở lại Villarreal và có một suất đá chính. Dưới thời Unai Emery, cầu thủ 25 tuổi đã ra sân 39 lần mùa này và có 2 bàn cùng 4 kiến tạo. Sự tiến bộ của Alfonso Pedraza đã được Barca quan tâm nhiều lần mùa này, và giờ Chelsea là đội tiếp theo muốn có hậu vệ người Tây Ban Nha. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này chỉ rơi vào khoảng 12 triệu euro. Tuy nhiên, điều khoản giải phóng hợp đồng của anh với Villarreal có giá trị lên tới 35 triệu euro. The Kop được cho là bị ấn tượng bởi màn trình diễn xuất sắc của Korea trong trận đấu với AC Milan tại Stadio Olimpico. Anh đã có cú đúp bàn thắng qua đó giúp Lazio đánh bại AC Milan với tỷ số không tưởng 3-0. Những pha xử lý bình tĩnh, pha chút nghệ sĩ của tiền đạo 26 tuổi khiến nhiều người liên tưởng đến Roberto Firmino thời đỉnh cao. Và theo tờ La Lazio Siamionon, cầu thủ người Argentina đã trở thành mục tiêu chuyển nhượng mùa hè của đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng của Hoa Quinn Korea đang là vấn đề đau đầu với Liverpool. Theo đó, điều khoản giải phóng hợp đồng cho tiền đạo 26 tuổi là 70 triệu bảng, một con số khủng khiếp với một cầu thủ tới từ Serie A. Chưa kể Lazio hoàn toàn có quyền yêu cầu The Kop chi thêm tiền nếu muốn chiêu mộ tiền đạo người Argentina. Có vẻ như Liverpool sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi đàm phán với cầu thủ này. Dù vậy, một tiền đạo lạnh lùng và thừa sự tự tin như Correa chắc chắn sẽ được chào đón tại Anfield. Theo Todo Fichajes, Real Madrid đã đồng ý bán hậu vệ Rafael Varane cho Man United trong thị trường chuyển nhượng mùa hè tới với mức giá 73 triệu bảng. Đội chủ sân Bernabeu buộc phải bán cầu thủ người Pháp bởi hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn đến hè 2022, trong khi Varane khẳng định sẽ không gia hạn hợp đồng. Đây được coi là một thương vụ tuyệt vời cho Quỷ Đỏ. Đội bóng rất cần một trung vệ mới vào mùa hè này, ngay cả khi Eric Bailly vừa cam kết tương lai với một bản hợp đồng mới. Những năm gần đây, Varane luôn được coi là một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu. Ngôi sao sinh năm 93 là thành phần quan trọng trong đội hình của Real chinh phục những đỉnh cao danh hiệu ở La Liga và Champions League. Ngoài ra, hậu vệ 28 tuổi cũng từng vô địch World Cup 2018 trong màu áo đội tuyển Pháp. Lionel Messi sẽ đáo hạn hợp đồng với Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, siêu sao người Argentina sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do. Tuy nhiên, Barcelona vẫn còn chưa chính thức đưa ra lời đề nghị giãn hợp đồng. Trong diễn biến mới nhất, PSG được cho là vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Messi trong kỳ chuyển nhượng hè này. Theo TNT Sports, đội bóng thủ đô Paris đã đưa ra một lời đề nghị khủng, khó có thể từ chối. Cụ thể, Paris sẵn sàng trao cho Messi bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, 2 năm chính thức và 1 năm gia hạn, cùng mức đãi ngộ khổng lồ. Bên cạnh đó, với thành tích ấn tượng trong 2 năm gần đây khi tiến sâu tại Champions League, gã nhà giàu nước Pháp đang rất tự tin có thể thuyết phục Messi bằng những dự án của mình. Hãng truyền thông Tây Ban Nha Elgo Digital đưa tin Real Madrid đang để mắt đến tiền vệ của Palmeiras Gabriel Menino. Có vẻ như Los Blancos cảm thấy rằng cầu thủ trẻ này có thể là sự thay thế tiềm năng cho Casemiro. Cầu thủ 20 tuổi đang là món hàng hot cho các câu lạc bộ châu Âu trong mùa hè này, khi Chelsea là một trong những câu lạc bộ đến từ Premier League cũng đang để mắt tới anh. The Blues muốn có sẵn một người như Menino để thay thế N'Golo Kanté vào năm 2023 khi tuyển thủ Pháp 32 tuổi. Menino đã có 64 lần ra sân cho Palmeiras, nơi anh ghi được 4 bàn và có 7 đường kiến tạo. Hiện tại giá trị của Menino chỉ vỏn vẹn 14 triệu euro, nhưng với sự cạnh tranh của Chelsea và Real thì mức giá thực tế sẽ cao hơn nhiều. Real có lợi thế hơn Chelsea bởi họ đã cho thấy Santiago Bernabeu là môi trường phù hợp cho các cơ sao Brazil. Theo tờ The Express, Man United đang trở thành đội dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Erling Haaland bên phía Dortmund. Được biết, nếu không được dự Champions League, Dortmund sẽ chấp nhận mức phí 130 triệu bảng trở lên cho bất kỳ đội bóng nào muốn có Haaland. Man United được cho là sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ khi chi ra con số này để có được tiền đạo người Na Uy. Haaland đã chứng minh được khả năng săn bàn và có thể dẫn dắt hàng công của Quỷ Đỏ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU sẽ gặp một trở ngại không nhỏ đến từ Mino Raiola.
Người đại diện của Haaland không có được quan hệ tốt với Man United từ thương vụ không thể đưa Pogba rời sân Old Trafford.